ますか。大事な人はできましたか。いつか夢は叶いますか。この道の先で。Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Ok, và các bạn vừa mới nghe mình hát một vài câu đầu trong bài hát mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học đấy. Đó là bài hát có tựa đề tên là Asu Eno Tegami. Asu là ngày mai này, và Tegami là bức thư, Eno là gửi đến đúng không nhỉ? À, thế thì mình sẽ dịch là gì đây? Bức thư gửi đến ngày mai của một cô ca sĩ. Và chúng ta vừa nghe giọng hát của cô đấy, đằng sau giọng mình tên là gì đây nhỉ? Teshima Oi. Ok, và như mọi lần thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nghe qua mình dịch phần lời của bài hát để chúng ta hiểu bài hát. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học hát từng câu một. Bài hôm nay sẽ rất là dễ và cũng rất là hay nên nhất định mọi người phải học nhanh thuộc luôn đấy nhá. Ok, phần đầu clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lý giải ý nghĩa của những cái câu từ trong bài hát này nhá. Và như các bạn có thể nhìn thấy trên bảng đúng không? Trên này mình đã phiên âm xem hôm nay thì mình phiên âm xong hai phần. Một là đưa cái bản gốc của nó, và hai có kèm theo thêm cả romaji chúng ta sẽ đọc luôn. Rồi chúng ta sẽ nhìn nhá. Bài hát này có tên là Asu Eno Tegami, bên dưới này Asu Eno Tegami. Bình thường chữ này đọc là Asta đúng không nhỉ? Nhưng mà bây giờ mình sẽ đọc là Asu như trong bài hát này, đọc là như vậy nhá. Và bài hát này của cô ca sĩ, do cô ca sĩ Teshima Oi trình bày, được chưa nhỉ? Và bật mí cho các bạn thêm một điều nữa, đó là bài hát này chính là bài hát chủ đề trong một bộ phim truyền hình ở bên Nhật Bản, phát vào năm 2016, rất là nổi tiếng bên Nhật Bản, có tên là gì thế nhỉ? Itsuka kono koi o omoidashite kitto naki naite shimau. Nghĩa là gì đấy? Một lúc nào đó khi mà nhớ đến tình yêu này thì chắc chắn là cậu sẽ khóc mất. Hay. Ok, và chúng ta sẽ bước vào những câu đầu tiên của bài hát này nhá. Đây chính là bốn câu mình vừa mới hát mở đầu clip đúng không nhỉ? Cùng nhau đọc nhá. Genki de imasu ka? Daijina hito wa dekimashita ka? Itsuka yume wa kanaemasu ka? Kono michi no saki de. Trước khi dịch thì mình sẽ nói qua một chút, đó là ở bên Nhật đó, khi mà người ta lắng nghe cái bài hát như thế này thì người ta có đặt ra hai cái chiều hướng với cái ý nghĩa của bài hát này như sau. Một, có thể đây là bức thư, đây là lời nói của bản thân mình gửi cho chính mình trong tương lai, chính là theo cái tiêu đề của bài hát đúng không nhỉ? Asu Eno Tegami, tức là bức thư gửi đến ngày mai, tức là đây sẽ là những cái lời nói của mình hỏi thăm chính bản thân mình trong tương lai đó. Và có một chiều hướng người ta suy nghĩ theo nữa, đó là nó bám sát theo cái bộ phim mà mình vừa mới nói ra đấy, cái nội dung bộ phim mà mình vừa nói ra. Thế thì lúc đó thì người ta sẽ hiểu đây là một bức thư của một người mà ở vùng quê gửi cho những cái người bạn của mình, hay gửi cho những cái người mà đi ra thành phố, đặc biệt là những người trẻ ra thành phố, những người mà đang hàng ngày phải sống rất là khổ sở chật vật với cuộc sống, làm thế nào để vươn lên đúng không nhỉ? Và cái lời bài hát chính là lời nhắc nhở của những người ở quê hương gửi cho người mà giới trẻ mà đang sinh sống ở thành phố, làm thế nào để vượt qua mỗi ngày. Ok, thế thì trên cái cơ sở đó thì hôm nay mình sẽ lý giải bài hát này. Tất nhiên đầu tiên sẽ là trực dịch, tuy nhiên thì mình sẽ gắn nó vào cái lời như kiểu là của chính mình, của chính bản thân mình gửi cho mình trong tương lai nhá. Thế thì bây giờ mọi người tưởng tượng bốn câu này như sau. Cậu có khỏe không? Genki de imasu ka? Được chưa nhỉ? Hay là Daijina hito wa dekimashita ka? Là gì nhỉ? Cậu đã có người thương chưa? Đã có gì đấy? Đã có được người mà mình trân trọng, mà mình yêu thương chưa? Daijina hito wa dekimashita ka? Tiếp theo này. Và giấc mơ một lúc nào đó đã trở thành hiện thực chưa nhỉ? Cậu đã thực hiện được giấc mơ đó chưa đúng không? Và kono michi no saki de là ở con đường phía trước ấy. Thế bây giờ mình sẽ dịch ngược lại câu này nhá. Ở con đường phía trước đấy cậu có khỏe không? Đó, cậu đã có người thương chưa? Hay là cậu đã tìm được người mà quan trọng trong cuộc đời cậu chưa? Hay là gì đấy? Và giấc mơ một lúc nào đó của cậu ấy đã trở thành hiện thực chưa nhỉ? Đó, đấy là phần đầu tiên của bài này nhá. Chúng ta sẽ bước sang đoạn thứ hai này. Gì đấy nhỉ? Oboete masu ka? Cậu còn nhớ không? Đó, oboete masu ka vẫn là lời thủ thỉ tâm tình của mình với chính mình trong tương lai đúng không nhỉ? Chữ này đọc là Yureru mugi no ho. Hô này có nghĩa là cái bông, bông gì nhỉ? Bông lúa mạch, mugi là lúa mạch nhá. Bông lúa mạch rung, được chưa nhỉ? Bông lúa mạch đong đưa. Đó, tiếp này. Ano yubai. Cái từ này đọc là yubai mọi người nhá. Yubai. Yubai là buổi chiều tà, buổi chiều hoàng hôn. Trong buổi chiều hoàng hôn hôm ấy thì nhỉ, những bông gì đấy, những bông lúa mạch vẫn rung đong đưa đó nhá. Tiếp nhá. Câu tiếp theo này. Chihei sen, được chưa nhỉ? Chihei sen.
chi he sen. Chi he sen là đường chân trời mọi người ạ. Chi he sen đường chân trời này. Tsuzuku sora o sagashi tsuzukete ita. Và ở nơi đường chân trời nhỉ, chi he sen nơi đường chân trời thì vẫn cứ mãi miết tìm, mãi miết kiếm tìm. Sagashi tsuzukete ita nhé. Mãi miết kiếm tìm, mãi miết kiếm tìm cái gì nhỉ? Cái bầu trời vô tận. Đó. Thì tức là gì nhỉ? Đây là gợi nhắc lại một kỷ niệm thời thơ ấu đúng không? Cậu còn nhớ không? Cái buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, khi mà gì nhỉ? Trong những gì đấy, bông lúa mạch đong đưa đó, thì chúng ta gì đây? Ở nơi đường, à, chú cứ mãi miết kiếm tìm bầu trời vô tận ở nơi, nơi đường chân trời. Đó. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ bước vào đoạn điệp khúc của bài ngày hôm nay. Đó là gì nhỉ? Chúng ta cùng nhìn màn hình nhá. Asu o egako. Gì nhỉ? Egaku. Chữ này đọc là egaku đúng không nhỉ? Egaku bình thường là vẽ được chứ nhỉ? Vẽ tương lai ngày mai. Chữ này sự mình đã hiểu là ngày mai là tương lai nhá. Và tiếp theo chữ mogaku. Động từ này mogaki nagara, mogakimasu có nghĩa là xoay sở làm thế nào để vượt qua cái tình trạng khó khăn của hiện tại. Đó, tiếp theo này. Ima yume no naka e gì nhỉ? Katachi nai mono no kagayaki. Kagayaki la. Tiếp theo câu này nhá. Thế này, katachi nai mono no kagayaki. Ồ, từ kagayaki là gì nhỉ anh Dũng nhỉ? Ánh sáng là tia sáng đúng không nào? Kagayaki o soto soto dakishimete susumu no. Đấy nhỉ, susumu. Susumu là tiến về phía trước như kiểu bằng với từ y cự nhá. Được chưa nhỉ? Thế thì thực ra nó tách là 1, 2, 3, 4, 5 dòng trong mình dễ hát thôi. Nhưng mà thực ra nó là một câu mọi người ạ. Chúng ta sẽ hiểu từ chỗ nagara cho đến từ susumu. Vừa thế này, vừa thế kia nhá. Thế nào nhỉ? Chúng ta cứ bước đi mà gì đấy, vừa gì đấy nhỉ? Vừa cố gắng, vừa vẽ ra cái tương lai của mình và vừa vượt qua những cái khó khăn trong hiện tại. Rồi làm sao? Rồi nhẹ nhàng ôm lấy cái ánh sáng. Ánh sáng gì? Cái tia sáng mà vốn chẳng có hình dạng, hướng đến giấc mơ, hướng đến ước mơ mà hướng đến ước mơ bây giờ nhá. Đó, tức là lời nhắc nhở là rằng làm sao nhỉ? Hãy cứ bước đi. Bước đi làm sao? Bước đi với cái việc là gì đấy nhỉ? Mình cứ nghĩ về tương lai, vừa gì nhỉ? Vừa cố gắng ôm lấy cái tia sáng mà trong cái giấc mơ, trong cái ước mơ của mình. Đó chính là phần đầu của bài hát ngày hôm nay. Rồi nửa sau nó cũng gần giống như vậy, tuy nhiên chúng ta sẽ dịch nốt nhé. À, nửa sau thì vẫn là lời đúng không nhỉ? Wadatte masu ka? Cậu có đang cười không? Đúng nhỉ? Wadatte masu ka? Ano hi no you ni muzaki na me de. Muzaki, cái từ này là muzaki. Muzaki có nghĩa là ngây thơ hồn nhiên nhá. Muzaki na me de, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên này. Tiếp theo này. Samui yoru mo ame no asa mo kitto atta desho. Gì đấy? Cậu có đang cười không? Có đang cười bằng cái ánh mắt hồn nhiên trong sáng như cái ngày ấy không? Được chưa nhỉ? Như cái ngày mà còn bé không đúng không nhỉ? Và hẳn là cậu đã trải qua kể cả những ngày gì nhỉ? Những đêm lạnh giá hay là những buổi sáng trời mưa rơi. Đó nhá, vẫn là lời đang tâm sự rất là nhẹ nhàng đúng không nào? Ok, tiếp theo này. Furusato no machi wa kaeru basho nara koko ni aru to. Gì đấy? Itsu datte kawarazu ni anata o matteru. Nghĩa gì nhỉ? Cái thành phố nơi mà là cái con phố nơi là quê hương đấy, thì nếu như một ngày là để trở về ấy, thì nó vẫn sẽ luôn luôn ở đây đấy nhỉ. Cái quê hương này sẽ vẫn luôn luôn ở đây nếu mà ngày nào đó cậu phải trở về. Và gì nhỉ? Và dù có thời gian có trôi qua bao nhiêu chăng nữa, cái từ itsudatte, cái datte này là gì nhỉ? Là ngữ pháp của N3 nhá. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu chăng nữa thì tớ sẽ vẫn chẳng hề thay đổi mà anata o matteru, đấy nhỉ? Vẫn sẽ chờ cậu trở về đấy. Đó. Và đoạn sau thì gần giống đoạn trên rồi. Đâu nhỉ? Ê, đây. Ashita o egaku koto o yamenai de. Chữ này yamenai nai de. Ima yume no naka e gì nhỉ? Taisetsu na hito no nukumori o zutto wasurezu ni susumu no. Câu này vẫn giống đoạn vừa nãy đúng không? Và gì nhỉ? Cậu hãy cứ bước đi và đừng bao giờ từ bỏ hay là dừng lại cái việc mà vẽ lên cái tương lai của cậu. Mà hãy gì đây nhỉ? Mà hãy cứ bước đi và đừng bao giờ quên cái nukumori. Nukumori là sự ấm áp yêu thương của những người mà vô cùng quan trọng để đến với cái ước mơ cậu bây giờ nhá. Chúng ta cứ dịch lần lượt từ dưới lên trên là sẽ ra được cái câu như vậy nhá. Hãy
Nghe rất là cảm động đúng không nhỉ? Và ở đoạn cuối có một cái lời nhắc nhở rất là hay mọi người. Chúng ta sẽ nhớ đoạn này nhé. Hiso wa mayoi nagara yure nagara arite yuku. Được chưa? Arite yuku này chính là arite yuku, là tiến bước đi về phía trước đúng không nào? Con người thì vốn mayoimasu, động từ mayoimasu là phân vân đắn đo đúng không? Con người thì vẫn vừa phân vân đắn đo, vừa gì đấy nhỉ? Vừa yuremasu, yureru này là gì nhỉ? Gọi là nhiều lúc mà mình lay động á, nhiều lúc mình lay động đúng không? Và vừa bước đi, tức là chúng ta vốn dĩ vẫn bước đi về phía trước, bước đi sống qua mỗi ngày với cái tâm trạng đắn đo lo lắng hay là gì đây nhỉ? Hay là đôi khi thấy rung động trong lòng đúng không nhỉ? Rung động kiểu như là cái mục tiêu của mình không biết có hoàn thành được không đúng không? Và câu cuối cùng này, nidoto shinai toki no kagayaki o gì nhỉ? Mitsumete itai. Tuy nhiên thì vẫn muốn gì đấy? Con người thì vẫn muốn nhìn mãi đúng không? Nhìn chằm chằm vào cái gì nhỉ? Cái tia sáng ở cái thời điểm mà chẳng có lần thứ hai đó nhá. Một cách nói rất là thỉnh tượng đúng không nào? Và đến đoạn này, đoạn cuối này là đoạn điệp khúc, chính là cái đoạn mà vừa nãy mình vừa mới dịch cho mọi người đấy. Ok. Yes, như thế mọi người hiểu chưa? Đây là một bức thư, một tâm tình, một lời tâm tình rất là nhỏ nhẹ của bản thân mình với bản thân mình trong tương lai đúng không? Quá là hay. Ừ, chính vì vậy mà nghe cái lời này thì chúng ta thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như là anh chàng này chia tay một cô gái này, xong rồi viết thư là bây giờ em có cười không, có nhớ anh không, vân vân. Hay là gì nhỉ, mình rời xa một nơi nào đó, xong rồi mình viết cho một đứa bạn nào đó, cũng có thể dùng trong văn cảnh như vậy nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần 2 của clip này, đó là phần hát. Yeah, nghe hát nhá. Mọi người vừa hát và vừa nhớ nghĩa trong đầu, mường tượng trong đầu luôn nhá. Genki deimasu ka? Daiji na hito wa dekimashita ka? Tức là gì nhỉ? Mình hát từng chữ một đúng không? Genki deimasu ka? Daiji na hito wa dekimashita ka? Ok. Genki deimasu ka? Sai nhạc rồi. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Lại nhá. Genki deimasu ka? Daiji na hito wa dekimashita ka? Ok, daiji na hito. Tức là đừng có đọc là daiji na hito mà đọc là daiji na hito. Ok, tiếp này. Itsuka yume wa kanaimasu ka? Kono michi no saki de. Nghe nhá. Itsuka yume wa kanaimasu ka? Kono michi no saki de. Tiếp theo này. Obo đoạn này dễ rồi đúng không? Obo nhá. Obo ete imasu ka? Tiếp này. Đoạn 6 nhá. Đoạn này nhớ phải gì nhỉ? Đọc được thuộc hết tất cả những cái chữ Hán này rồi nhá. Gì nhỉ? Obo ete imasu ka? Yureru mugi no ho ano yubae. Chỗ này nhá. Oboete imasu ka? Gì nhá? Gì? Quên mất nhạc rồi. Oboete imasu ka? Yureru mugi no ho ano yubae. Được chưa? Yubae. Yubae mà. Yubae. Được chưa? Tiếp nhá. Chỗ này hát hơi khó nhưng mà mọi người nghe này. Bình thường là chi he i se un đúng không? Chi he i se un. Được chưa? Chi he i se un.
Suzuku sora o sagashi tsuzukete ita. Hình như hơi sai sai nhạc vậy. Nhưng mà cũng gần gần đúng rồi đấy. Được chưa nhỉ? Nghe lại một từ câu này một tí nhá. Đoạn điệu khúc này ở đây cao không hát được. Thực ra đoạn này nếu mà theo đúng cái nhạc mà vừa nãy mình hát thì mình sẽ không thể lên nổi mọi người ạ. Nên là đoạn này mình sẽ hát thấp xuống nhé. À sư ô ê gà cô tô mô gà kì nà gà ra ima yume no naka e. Được chưa? Đúng không? Đó là đỉnh hơn nào. Chỗ này nhá, chỗ này hơi khó một chút này. À, à gì nhỉ? À sư ô. À sư ô e ga ko to mo ga ki nagara ima yume no naka e katachi nai mono no kagayaki o soto soto dakishimete susumu no. Tức là gì nhỉ? Nhớ nhạc và đọc từng chữ một là ra nhá. Asu o ega ko otomo ga kinagara ima yume no naka e. Đấy, naka e. Tiếp này. Katachi nai. Gì nhá, quên quên rồi, nghe nhạc tiếp nhá. Dakishimete cho nghe á, xong hát á. Tsukete ita dakishimete susumu no. Ủa, hát lại không? Thôi nhá, vừa nãy cũng dạy kỹ rồi mà nhá. Bây chúng ta sẽ bước sang lời số 2 nhá. Bài được không anh? Quá hay. Nhạc giống vừa nãy. Ano hi no yo ni muzaki na me de nhạc giống vừa nãy nhá. Warate imasu ka ano hi no you ni. Chỗ này nhá. Ano hi no you ni. Ừ đúng không? Nhưng mà hát ô kéo dài nhá. Ano hi no you ni muzaki na me de. Ok, tiếp. Samui yoru mo. Đọc từ đó samui nhá mà. Samui yoru mo. Ok. Samui yoru mo ame no asa mo kitto atta desho. Được chưa? Được chưa anh? Rồi nhá, chỗ này. Kitto atta desho. Này dễ đúng nào? Tiếp nhá. Sato no machi wa
帰る場所ならここにあると。 Rồi, bài này cũng giống ăn vừa nãy đúng không nhỉ? ふるさとの街は帰る場所ならここにあると。 Đều nhá. ここにあると。 Isn't it? あると。 Mệt quá. Chỗ này đoạn sau hơi khó bởi vì nó ngân ngân nhá. Itsu datte. Nghe hay đúng không? Itsu datte. Dù lúc nào bao lâu chăng nữa đúng không nhỉ? Kawarazu ni. Đúng nhỉ? Kawarazu ni. Anata o mattei. À, matteiru. Được chưa nhỉ? Rồi, nghe lại này nhá. Anh hát được chưa? Bài này thầy Dũng không hát được mọi người ạ. À? Mặc dù thực ra bài này mình học từ tối qua giờ, à ở 2 ngày rồi. Từng chữ một nhá. Kaeru basho nara koko ni aru to itsu datte kawarazu ni ngắn đúng không? Rồi bây giờ hát chỗ này nhá. Bài giống vừa nãy không? Asu o egaku koto yame. À, nhớ lại lại nhá, lại nhá. Asu o egaku koto yame nai de. Đúng không? Đừng chữ một nhá. Asu o egaku koto yame nai de. Được chưa? Ima yume no naka e. Được chưa? Rồi nhá. Tai se. Nghe lại chỗ này nhá. Tai se tự đúng không? Tai se tsuna hito no nukumori o zutto zutto wasurezu ni susumu no. Đấy, được chưa? Rồi nhá. Và chúng ta chỉ còn 2 câu cuối thôi, mời cùng nhau hát nốt nhá. Anh hát đi. Không ăn nữa. Mời cùng hát nhá. Bài hát luôn nha. Thế rồi anh ơi, nhìn xinh không? Nhìn có thấy xinh không? Em có xin kể cho một bài like nhá. Tập tin cho cô thấy. Thôi à. Đúng chưa? Hát từng câu nhé. Hito wa mayoi nagara yure nagara aruite yuku. Ok, rồi tiếp nha. Con người thì... Đấy, vừa nãy đúng không? Đây. Không phải. Quên. Gì nhỉ? Vừa nãy là gì nhỉ?
Shito wa yuku nido to. Không nhớ. Quá cao. Quay trở lại là điều khúc này. お疲れ様でした. Rồi, đấy. Con nhớ comment thật là nhiều nhá để cổ vũ cô Thanh. Toàn bộ bài hát ngày hôm nay chỉ có vậy. Thực ra là cái bài hát này phải hợp với giọng nào, bạn nào kiểu giọng gió cao với cả nhẹ nhàng thanh tao cơ. Mà mình thì hát linh tinh thôi, nên các bạn xem và ủng hộ cho mình nhá. Bye bye.